bán được không biết à. Tôi về nhà tôi giờ tôi có khách rồi. Đậy nó đi. Ngon. Thế nó nước ngoài đó nè, nổi tiếng rồi chứ mà. Nổi tiếng bà bán xôi. Giờ nó đem lên mạng luôn đi. Cho dòng họ tới nước ngoài nó thấy. Dòng họ tới bên nước ngoài mà. Ở Đài Loan mà. Thì nó thấy. Nó thấy cái cảnh khổ. Cho nó biết rằng là đem nó bán nổi tiếng.